Alo. Dạ alo. Em đang ở đâu á? Em đang tăng ca. Hôm nay sinh nhật anh á. Em đã nói em tăng ca rồi mà. Xong việc em về liền. Thôi nha, em cúp đây. Anh ơi, anh nghe em giải thích. Em đổi việc từ khi nào vậy? Anh làm gì ở đây? Anh ơi, em nghe em nói đã, em với anh ta không có gì đâu. Anh biết đấy, là con người chúng ta sẽ thay đổi. Và hôm nay ấy, là sinh nhật của anh. Và rất là cảm ơn em đã cho anh cái món quà bất ngờ. Đây là đồ ăn anh chuẩn bị cho em. Đều là những cái món mà em thích ấy. Cho em ấy. Em xin lỗi, em thật sự là sai rồi. Sao lại em không như vậy nữa đâu. Em thật sự muốn kết hôn với anh mà. Kết hôn hả? Bây giờ em đến cái tiệm cắt tóc làm hư tóc của em có đến đó nữa không? Em đến một cái nhà hàng ấy, em ăn ấy, em bị đau bụng thì em có đến đó nữa không? Vậy tại sao một cô gái làm tổn thương anh em phải yêu cô ta nữa? Tôi có thể yêu cô ấy, thì tôi có thể bỏ cô. Anh